mình đang dừng ở ngay ngã tư Tân Hiệp chờ đèn xanh đèn đỏ. Bây giờ mình đi rẽ trái bên để mình vào trung tâm thành phố Biên Hòa để mình xem cái không khí mà cái ngày cuối cùng của năm cũ 2018 đón chào năm mới 2019 ở thành phố Biên Hòa, cái không khí nó như thế nào. Vũ cũng nguyên ngày nay mình cũng ở nhà chứ mình không có đi đâu á. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc nè các anh chị và các bạn. Mấy anh đây là bệnh viện Mỹ B, bệnh viện quân y Mỹ B. Đây hàng quán rất là nhiều, đèn rất là rực rỡ. Anh chị thấy ở ngay Văn Lương họ treo cờ để mừng ngày năm mới 2019. Từ bữa nay là 31 tháng 12 2018 rồi. Đó, bây giờ chỉ hướng vào thành phố Biên Hòa thôi, còn bên đường kia là anh đi ra để dắt rồi đó. Sửa tới một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là bệnh viện tâm thần, bệnh viện trung ương, thần kinh trung ương Biên Hòa, kêu nôm na là bệnh viện Biên Hòa đó, cho những người mà bị bệnh thần kinh, mất trí nhớ gì đó. Dòng Vũ không biết, tức là không khí bây giờ nó rất là lạnh. Vũ đi ra ngoài đường Vũ mới bảo lạnh đó. Đó, đây ngay chỗ đèn sáng sáng này là bệnh viện Biên Hòa. Đó, phía trước này với đèn sáng sáng này là quán cà phê. Cái cổng nó xích nằm xích gần đây xíu. Quán cà phê rất là đẹp. Đây, trong tối đó là bệnh viện Biên Hòa đó các anh chị và các bạn. Đây là cái cầu vượt từ bệnh viện Biên Hòa đi qua đường. Nó bán đồ lệ đường, đồ xì. Đây tới cái đèn xanh đèn đỏ này là mình đi tắt ra đường Phạm Văn Thuận. Thì băng qua cái đường năm đó, đường năm bây giờ nó là đường Phan Trung, đi thẳng lên. Đây hiện tại Vũ đang đi trên cái đường Nguyễn Ái Quốc để hướng vào thành phố Biên Hòa để xem cái không khí mà đêm giao thừa đón chào năm mới 2019 Tết Tây, gọi năm nay là Tết Tây. Các anh chị có thể thấy hai cái bên đường là bán đồ rất là nhiều. Rồi tới cái đèn đỏ này. Đèn xanh thì quẹo. Đèn xanh là ngoài chạy, còn đèn đỏ trong là cái đèn đỏ trong là không được quẹo, từ bên kia không được quẹo qua. Mình đang hướng từ phía tầng ngã tư Tân Hiệp đi vào thành phố Biên Hòa. Ở đây bán đồ rất là nhiều, bánh kẹo, quần áo. Quán cà phê hay gì mà thấy trang trí đẹp vậy. Cái cổng nhà thờ rất là đẹp các anh chị. Đông không? Cái không khí rất là đông vui, tập nập. Cái ngày mình đi mừng Tết Dương lịch 2019.
Gần mình sắp sửa tới quảng trường rồi, ngay chỗ bưu điện Biên Hòa. Đầu đường Phạm Văn Thuận, nổi đường Nguyễn Ái Quốc, ngay chỗ quảng trường tỉnh. Cái con đường Nguyễn Ái Quốc là một con đường lớn và con đường đẹp ở thành phố Biên Hòa. Đó, mình tới ở bên phải mình sắp tới là quảng trường tỉnh. Đây là hàng rào đó, dân chạy quân đội gì đó. Đó, treo cờ hai bên đường, treo cờ để mừng năm mới 2019. Ở thành phố Biên Hòa về đêm không khí bây giờ nó cũng xe lạnh. Hôm Noel thì nó không lạnh mà qua Noel bây giờ nó lạnh lạnh. Hôm nay thì trời chỉ có nắng buổi sáng tới tí, chiều thì trời cứ ui ui. Đây, mấy trong đây là quảng trường tỉnh. Các vị các bạn. Đó, kỷ niệm 320 năm ngày thành lập. Thành lập thành phố Biên Hòa. 320 năm rồi, phố Biên Hòa. Đây là quảng trường tỉnh. Phía xa xa đằng đó là cái bưu điện Biên Hòa đó anh chị các bạn. Đây, đó Vinaphone đó. Còn cái hướng bên đây là đường Phan Văn Thuận. Bên đó đó, đi về Phan Văn Thuận đi ra ngã tư Tam Hiệp. Dòng xe Tam Hiệp. Bưu điện Biên Hòa. Rồi, bây giờ mình cho xe chạy vô, chạy vòng trong quảng trường để có gì thú vị không? Mọi người vô đi tối vô đi chơi cái gì đây? Quảng trường nó rộng lắm, phải đi xe mới được. Đây. Cái đèn sáng sáng này kia là cái khu trò chơi. Đèn vàng này là quán cà phê, khu trò chơi. Đưa con em nhỏ tới đây chơi trò chơi. Vui quá hả? Rồi cái quý vị của Vũ cho tới đây cũng kết thúc. Vũ cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những video tiếp theo. Mình sẽ đi tiếp nữa. Thì cái máy của mình, cái chế độ nó quay chỉ có được mình đúng 10 phút thôi. Rồi mình sẽ đi là tiếp tục cuộc hành trình.